mình nói cái chuyện độc ác thế này nhé. Không có cái người nào độc ác bằng cái gia đình. Tôi nhìn những người Việt Nam ở Mỹ, mình ở Mỹ mình nói vậy. Độc ác bằng cái cách, bằng cái độc ác, bằng cái sự độc ác của nhà Hoàng Cơ Minh. Ông Hoàng Cơ Minh ông chết mà nghe này, ông có vợ, ông có con, ông có anh có em, không có một người nào được để tang. Tất cả một trong nhà nó ruột thịt đó, đều ra mặt lừa dối. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn lãnh đạo cuộc chiến tranh để giải phóng Việt Nam, trong Việt Nam mười mấy năm rồi, 14 năm sau mới rồi đó. Để mình thưa với anh cái này nè, không phải một người lừa mà họ lừa tất cả mọi người. Anh em trong nhà, anh em ruột trong nhà nó lừa được, nó coi không ra gì. Ruột thịt nó không coi ra gì. Tôi nói nghe là mấy ông đảng viên ngoài này, mấy cái thằng theo lưng, mấy cái ông mà theo đuổi, mà được mấy ông rắc mũi thì nó không coi ra gì cả. Đó là cái chuyện mà rất là không may cho cái người Việt Nam rồi. Những người qua sau này, người sau bắt trước người trước, cứ nghe lời mấy ông. Thằng bố truyền cái độc cho thằng con, thằng con truyền cho thằng cháu ba đời rồi chứ không phải không. Đó là một cái điều mà tội. Một cái là thế này, là tội, là biết tội nghiệp cho những người Việt Nam mới qua sau này cứ níu lấy cái lá cờ vàng, cứ níu lại những lời mà nói dối, đèm xẻ, nói dối, nó gạt độc ác của mấy cái gia đình đó. Mình không nói người nào cả, mình không dám kêu cái gia đình nào ra, mình chỉ kêu cái gia đình ông Việt Tân ra, của ông Hoàng Cơ Minh ra. Cư xử với nhau, cư xử với người ruột thịt của mình đã tệ. Tôi nói anh nghe, mấy cái thằng ở ngoài này, cả cái anh em đồng chí của chúng nó ngoài này, nó coi là không ra cái gì đâu, không có ra cái gì hết. Và cái niềm, và cái sự thù hận nó được kéo dài từ đời bố mấy đời rồi. Bây giờ mình trở lại gia đình của Hoàng Cơ Minh mấy đời, tới giờ này đó, thằng bố truyền cho thằng con. Thằng con bây giờ là cái ông gì đó, cái ông Hoàng điềm gì đó. Đấy, mấy ông con. Rồi ông con đó, tôi bảo đảm với anh là có những cái thằng con của Đỗ Hoàng Điềm, của Hoàng Tứ Duy, của thằng này thằng kia, là nó cũng lặp lại y chang những cái lời của ông nội, ông ngoại, ông rồi của bố nó lặp lại. Là giải thể, giải phóng cái quỷ cái đản gì đó Việt Nam, xây dựng một cuộc chiến, nữa là nuôi dưỡng hận thù anh. Cái thằng cái những người đó là những người chỉ biết nuôi dưỡng hận thù và lừa gạt, lừa dối. Cái căn bản của nó đó, cái căn bản của họ thế này nè: lừa dối, chia rẽ và phản bội. Cái đó là cái đặc tính của cái gia đình đó, và đó là cái đặc tính của cái anh em của mình ngoài này, mà khi mà còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng Việt Tân, họ có khả năng rất là cao, họ xiển dương những cái điều mà rất là sai trái, mà em được rất nhiều người nghe điều đó là điều rất là tốt nhất. Em có nghe một cái lúc mà thằng Điềm á, nó nói về cái kỹ thuật để mà nổi loạn. Em có nghe nó nói một lần mà em phải dựng tóc gáy. Đấy đó. Con người đó. Em biết không, tụi đó là một người mà những người mà có rất là có đầu óc và rất là có khả năng. Nó có khả năng về đầu óc và nó có khả năng về tiền bạc. Đấy, nó, mình nói chưa, mình nói vậy. Đó, em có nghe một lần em phải dựng tóc gáy. Em nói chứ. Em nói chứ đất nước này là may mắn cho đất nước của Việt Nam mình là có một chính phủ tốt. Yep. Chứ nếu mà mình mà yếu á, thì em nghĩ Iraq với lại Iran với lại Ukraine bây giờ là sẽ xảy ra. Nhưng mà nó cái khổ đây là chính người Việt mình lại chém nhau. Cứ lúc mà em có gặp một lúc mà em ở Georgia, ở Marietta đó, okay. Thì em có gặp một ông đó cũng đi tù cũng được 4-5 năm gì đấy. Thì ông không phải qua HO, ông đi vượt biên. Thì ông có vẻ hận thù lắm. Thì có một hôm em mới nói chuyện với ông. Thì em mới nói chứ ông nói về cộng sản nó ác với ông thế này, nhốt ông thế kia. Thì em mới nói với ông như vậy, ví dụ giống như anh theo ông Hoàng Cơ Minh, anh về, anh chiến thắng, anh ví dụ anh chiến thắng, thì anh làm gì với những người cộng sản? Thì hắn tuyên bố là hắn giết hết từ ba đời. Em nghe em khủng khiếp quá. Em mới bảo chứ họ mới nhốt anh có mấy năm mà anh đòi giết người ta ba đời, thì anh nghĩ anh còn kinh khủng hơn cộng sản nữa.
nếu anh nói như vậy là cộng sản như vậy, nhưng mà anh, cho nên em từ đó em không bao giờ dám, em không bao giờ dám mà cứ chỉ thấy thời kỳ năm 1900, tại anh Phượng biết năm 86, 85, 86, 87 là chúng nó hùng hồn lắm, chúng nó hùng hổ lắm. Đến khi mình đang ngồi ăn bát phở mà nó đưa cái tô ra, nó nói rằng bỏ tiền, mà mình bỏ tiền là mình bỏ mẹ với nó. Thì lúc đó đó em mới tránh, phải tránh. Em nói chứ tính mình là thanh niên mà mình cứ gặp cái cảnh này rồi quại lên rồi có ngày chết. Rồi nó đưa ra cái gì Việt Nam Hưng Quốc Đảng, con khỉ đó là cái cánh tay của Tân Vị Việt Tân, nó giết mấy cái ông nhà báo. Ui khủng khiếp lắm, nó cũng là khủng bố đó chứ không phải đùa. Đúng rồi. Cho nên cho nên em mới nói với mọi người á, khi mà mình nhìn thấy những cái chuyện đó mà các anh mà đi vào thì anh, em nói bạn em như thế này mà bạn em cứ cười em mãi. Đến đến 40-30 năm sau hai anh em gặp nhau, ông còn nhắc câu này. Ông nói chứ mày nói với tao là mấy cái thằng đảng của Hoàng Cơ Minh á, mà mỗi buổi sáng ra nó cười, nó nhìn gương nó cười, nó khen cái hai cái răng nanh nó đẹp. Thì bạn em cứ nhắc hoài, nói mẹ cái thằng này nói rằng là cái bọn mà theo Hoàng Cơ Minh buổi sáng nó nhìn vô cái gương nó cười, cái nó nhìn hai cái răng nanh, nó khoe cái hai răng nanh ra thì nó bảo hai cái răng nanh tao sao hôm nay đẹp thế. Tụi nó là quỷ chứ không phải người đâu. Cho nên cái thời kỳ em ở em biết mà. Khủng hoảng. Đấy đó thì nhưng mà rồi đấy là cái chuyện mà nó làm cho mình mặc dù làm cho những người Việt Nam ở ngoài này đó, tôi thì không biết đó. Bây giờ tôi không có kể tôi nữa, tại vì tôi ở đây tôi nghe từ đầu muốn cuối mùa rồi thì tất cả mọi thứ nó đến nó với mình nó làm chỉ là những cái tiếng động thôi chứ nó không có giá trị mẹ gì cả, nhưng mà tội nghiệp với những người qua sau này. Em thật sự những cái người mà qua sau em không tội nghiệp, em tội nghiệp cho những người Việt Nam đang sống trong cái nền ấm chăn êm mà lại cứ đi đòi đi đấy. Làm với chuyện vớ vẩn, em cứ tội nghiệp cho. Đúng giống rồi. Giống như có một thằng trẻ nó chạy xe Grab thôi. Ok. Thế là nó nói về những cái chuyện thì chú ơi, thế này thế kia, cộng sản thế này thế kia, cháu là đại học thế này thế kia. Thì em nói nó sao anh biết không? Nói tao có thằng người bạn, ông lấy được bằng tiến sĩ ở bên Mỹ mà ông cũng thất nghiệp. Thì cái chuyện mà thất nghiệp thì em nói với nó là con ạ, có tất cả các trường trên thế giới người ta chỉ có bảo đảm cho con cái kiến thức chứ không ai bảo đảm cho con có công ăn việc làm khi xong công việc cả. Mà cái đó là do cái nỗ lực của con. Con đừng có trách nhà nước, trách ai, con phải trách con á. Con có nỗ lực chưa? Nhưng mà thấy giờ con, bác thấy con cứ đổ cho cái cho người này, cứ đổ cho người kia, con không chịu nhìn con là con như thế nào. Đến chính chú đây, chú cũng có là doanh nghiệp mà chú còn thấy ghét nữa chứ đừng có nói cỡ mày mà vào công ty của tao chắc ngày đầu ngày thứ hai tao đuổi á. Mày không có cái chỉnh chu gì sao mày làm được, mày có kiến thức nhưng mà không có nhà trường nào bảo đảm cho mày đi ra là mày có việc làm ngay đâu. Mình ta chỉ có truyền được rồi thụ cái kiến thức của mày, không có một cái nhà nước nào dám nói rằng tao đến đây để lo cho tất cả những đứa học xong ra trường là có việc làm. Không có ai có bảo đảm cho mày cái việc đó, do mày cứ ngồi đó mày nói này. Giờ tôi thấy mày đổ cho cả trăm cái ông đảng viên này nọ kia đó. Thì mày đổ thừa cái đó để làm gì, mày còn trẻ mà. Cái xong cái em mới nói nó, mày thấy không, tao á là nói doanh nghiệp cho tao đi bộ bỏ mẹ lên chẳng lại cho tao đi đổ thừa ông nhà nước không cho tao để phát triển à. Mày nói chuyện buồn cười quá, nhưng mà cái đời nó là vậy đấy. Nhưng cho nên mà em chỉ tội cho những cái người mà ở hay là họ vẫn có một cái gì đó mà không, thế là mình mới mình tính tâm sự mà thấy cha già này sao kỳ quá vậy, cái gì họ vẫn có những cái tư tưởng kỳ cục trong họ cứng đầu rồi mà họ không nghĩ cái chuyện của họ, mà họ nghĩ họ đổ lỗi đúng không ạ, họ đổ lỗi cho xã hội, họ đổ lỗi cho đủ thứ tùm lum, buồn cười lắm. Năng lực em nói với nó may phúc cho mày, mày ở Việt Nam là mày còn có chiếc xe Grab mày chạy, còn mẹ bên Mỹ mày đổ lỗi mày ra ngoài đường mày đứng rồi con. Đúng rồi ra đường đứng rồi, ra đường đứng cầm tấm bảng rồi. Bởi vậy cho nên em nói với anh nhé,
cái mà cái con người mà khi nó đã tiêu cực rồi anh ạ, thì nó nhìn cái màu trời nó màu đen hết. Đúng rồi. Thế là bắt đầu là nói toàn là những lời màu đen. Cái lúc mà em tình cờ nhá, có lần em nghe tình cờ cái việc mà Việt Nam mình á, là tham nhũng, thì thằng Tân Thái á, nó chửi Việt Nam tham nhũng. Thì khi mình bắt cái ông gì mà đi tham nhũng ở Vinaxin gì đó, cái đại khái rằng là chạy qua Đức rồi bắt về, thì nó cũng chửi luôn. Nó chửi luôn là tại vì Việt Nam này là bắt những người ta. Em không, không, không đúng luôn. Chính chúng nó là cứ tát bên trái cái xong chúng nó tát vào mặt bên phải, nó tát bên phải xong nó lại tát vào bên trái. Thế là tại vì chúng nó lắm mày ơi. Ông này nó chửi vào cái gì kia, đó cái gì nó cũng xuyên tạc được mà, cái buồn cười. Thì thế thì con người nó không bao giờ hả, nó không bao giờ hài lòng với những cái chuyện mà nó đang có ấy nhở. Đúng rồi, nó không bao giờ hài lòng bất cứ một chuyện gì cả, nó buồn cười lắm. À, thậm chí mà nó chống cộng mà nó chống mà đất nước Việt Nam mà nổ mà từ có cái nhà xong ra ngoài xe ngủ luôn, ngoài xe luôn, không bay luôn, chạy luôn đưa rồi xong, rồi vợ bỏ rồi xong cũng chống rồi buồn cười lắm. Chúng là nó chống tức rồi ta còng lưng luôn mà nó khổ vậy đó. Vậy. Cho nên á, em còn nhớ cái ông gì mà ông chết rồi, ông gì mà ông nói chứ nếu mà ông mà làm tổng thống, ông làm lãnh đạo Việt Nam thì đất nước này phải làm hơn 100 lần hay 10 lần gì phát triển kinh tế. À, ông phải ông gì? Ông cái ông gì trên San Jose đó, ông gì người Bắc đó, cao cao, ông gì đẹp trai cao lớn. Ông chết kỳ rồi đó. Ông có Covid quên mất tên đúng rồi, ông người Bắc. Ông đó là một trong những cái người mà chữa Covid đó. Người lắm. Đúng rồi, ông đó là. Họ ngáo rồi sao họ. Rồi cái em nghe câu đó xong cái em mới bảo với mọi người á, tao phải nói hơn ông đó cho để tao nổi tiếng hơn ông đó mới được. Mẹ tao là lãnh đạo đất nước đó, phát hiện một trăm. Nhưng mà sợ cái đó, mà nó nhìn tao nói đủ mẹ ông đang đi bộ, mẹ ông cứ bày đặt luôn. Cũng giống như em viết cho cái hàng Tuấn Bạch, em nói chứ mẹ nó là thằng tài xế taxi xe buýt, mà nó tưởng nó là tài xế phi thuyền.